nằm bên bờ bắc sông Tiền, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km, cách Cần Thơ 70 km, làng cổ trong Hoa Hiệp thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là một quần thể kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của làng quê Nam Bộ trù phú xưa. Ngày nay, nơi đây còn là khu du lịch sinh thái cộng đồng thú vị, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không giống với làng cổ Đường Lâm và Phước Tích, làng cổ trong Hoa Hiệp mang một nét đặc trưng riêng của làng quê vùng sông nước Nam Bộ. Những ngôi nhà cổ ở đây thấp thoáng những vườn cây trái xanh tươi được bao bọc bởi con sông Cái Bè hiền hòa, tạo nên một khung cảnh nên thơ thoáng đãng. Đến đây, du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp bình yên bằng cách đi xuồng trên sông hoặc đi bộ men theo những con đường len lỏi giữa các vườn cây rợp bóng. Những ai từng đến đây chắc hẳn đều bị cuốn hút bởi căn nhà cổ đã được các chuyên gia Nhật Bản xếp vào hàng cổ đại mỹ gia của ông Trần Tuấn Kiệt ở ấp Phú Hòa. Căn nhà có niên đại 180 năm với kiến trúc hình chữ đinh, năm gian bề thế nằm trọn trong khuôn viên rộng lớn. Bên trong được xây dựng theo kiểu nhà rường truyền thống Nam Bộ, còn lưu giữ những vật dụng độc đáo cổ xưa. Đặc biệt nhất là 108 cây cột bằng gỗ cam xe quý hiếm. Cách nhà ông Kiệt chừng 100 mét là nhà cổ của ông Võ với những nét độc đáo không kém. Tại đây, không chỉ chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo của căn nhà đã in dấu thời gian, tận hưởng không khí thanh bình chốn quê, du khách còn được trải nghiệm thú vị khi tự tay đổ những chiếc bánh xèo miền Tây thơm ngon, hấp dẫn. Đến nhà ông Soát, du khách không khỏi ngạc nhiên bởi nghệ thuật trang trí ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc cung đình với những vật dụng được chạm trổ tinh xảo do bàn tay của những nghệ nhân từ kinh thành Quế được gia chủ rước vào. Ngoài việc ngắm nhìn nét kiến trúc cung đình cổ xưa kết hợp hài hòa với văn hóa Nam Bộ, du khách còn được tận hưởng cảm giác mát lạnh khi nằm trên một trong ba tấm phản bằng đá cẩm thạch hiếm hoi ở Việt Nam. Ở Đông Hòa Hiệp, những căn nhà không chỉ mang vẻ đẹp theo lối kiến trúc truyền thống mà còn có sự kết hợp hài hòa, độc đáo của văn hóa Đông Tây như căn nhà của ông Đức. Căn nhà nằm trong khuôn viên rộng 20.000 m², được chăm chút tỉ mỉ, bao quanh là khu vườn cây ăn trái quanh năm chữ quả. Nếu có thời gian, du khách còn được trải nghiệm chương trình cooking tour vô cùng thú vị tại đây. Đến với làng cổ Đông Hòa Hiệp, du khách sẽ được dạo trên những con đường nằm len lỏi dưới những vườn cây ăn trái xum xuê, vừa ngắm nhìn nét cổ kính của làng quê xưa, vừa tận hưởng không gian yên ả thanh bình, trải nghiệm các sinh hoạt hàng ngày cùng người dân địa phương, lắng nghe đờn ca tài tử, hay tự tay vào lò thực hiện những công đoạn làm ra chiếc bánh cuốn giòn tan, ngọt ngào, để hiểu thêm về những con người Nam Bộ hiền lành, dễ thương. Nếu muốn có thêm những trải nghiệm thú vị ở xứ miệt vườn, sau khi rời làng cổ, du khách có thể theo những con đò lên đên trên sông đến Cù Lao Tân Phong nằm giữa dòng sông Tiền. Đến đây, du khách sẽ được thỏa thê thưởng thức những loại trái cây tươi ngon tại vườn như ổi, chôm chôm, trầu riêng, nhãn, hoặc ghé điểm du lịch vườn Mekong lắng mình trong những giai điệu ngọt ngào do các tài tử ca, tài tử đờn trình diễn. Vừa nghe đờn ca tài tử, vừa thưởng thức những đặc sản đậm chất miền Tây sông nước như tôm, bông bí, canh chua, cá linh, bông điên điển. Chắc rằng khi rời đi, trong lòng mỗi du khách sẽ mang theo nỗi niềm luyến tiếc. Với những nét đẹp độc đáo đó, làng cổ trong Hòa Hiệp là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi muốn tìm về chốn yên bình, tận hưởng không khí trong lành của vùng quê sông nước phù sa, bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt và khói bụi thành phố. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt đề án phát triển lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp. Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia cho làng cổ Đông Hòa Hiệp. Hàng năm, vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, lễ hội văn hóa làng cổ Đông Hòa Hiệp sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Và từ năm 2021 trở đi, lễ hội sẽ được tổ chức hàng năm. Tin rằng đây sẽ là điểm đến tiêu biểu cho loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh